Một ngày ngồi học cùng với Pepper sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ có 4 giờ học nên các bạn có thể chọn là 4 tiếng đồng hồ buổi sáng hoặc 4 tiếng đồng hồ buổi chiều. Hoặc là các bạn lười lười một tí thì các bạn có thể chọn là tuần này 2 tiếng hoặc là một cái tuần nào đó khác 2 tiếng, một cái ngày nào đó khác 2 tiếng cũng được. Nhưng vấn đề quan trọng là thật ra khi bạn ngồi suốt 4 tiếng đồng hồ với Pepper sẽ được nhiều việc hơn và mình sẽ ghi nhớ được nhiều hơn, bởi vì 4 tiếng đồng hồ thì chúng ta sẽ rất là tập trung và sẽ đưa hết câu chuyện cuộc đời của các bạn ra để chúng ta tìm những định hướng mới, đưa ra được những quyết định mới và những giải pháp mới cho cuộc sống hiện tại của mình. Vậy thì một ngày học cùng với Pepper sẽ như thế nào? Thứ nhất là bạn sẽ nói về câu chuyện cuộc đời của bạn. Thứ hai là bạn sẽ nói cho Pepper biết bạn thật sự mong muốn điều gì với cuộc đời của mình. Thứ ba là chúng ta cùng tìm hiểu xem điều gì sẽ thật sự làm cho bạn hạnh phúc ở thế giới này. Và thứ tư đó là những kiến thức bạn muốn Pepper đưa cho bạn như một cái từ điển sống. Pepper không biết hết cả thế giới này đâu, nhưng mà để đưa cho bạn kiến thức thay đổi cuộc đời của bạn thì 4 tiếng đồng hồ là đủ. Đủ để thay đổi cho ít nhất 5 năm, 10 năm, lập lại cho mình một cái chặng đường đi, một con tàu mới, chuẩn bị cho mình một cái hành trang mới để mình bắt kịp nhịp sống của thế giới hiện đại và bắt kịp nhịp hạnh phúc của trái tim mình đối với thế giới này. Đừng để bạn lạc mất và đừng để bạn quá cô đơn ở thế giới thật sự rất đẹp này các bạn nhé. Vì vậy, hãy chọn một ngày ngồi học với Pepper để xác định lại cho mình là ai, mình muốn cuộc đời của mình sẽ như thế nào, sắp tới điều gì sẽ làm mình hạnh phúc, mình nên tập trung vào điều gì trước để có thể sau này một cái chặng đường dài, thật là dài đi trên trái đất, bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn. Nhớ là phải đặt đúng những viên đá đầu tiên thật đúng vị trí thì những vách tường sau này chúng ta xây cao bao nhiêu cũng được các bạn ạ. Đừng quên là gọi cho Pepper nếu các bạn cần một ngày để thay đổi câu chuyện một đời của các bạn nhé.